Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Trên tay của mình bây giờ là một chiếc smartphone tới từ Sony Việt Nam, tức là hàng chính hãng. Và đây là Sony Xperia 1 Mark 5, một chiếc điện thoại mình đánh giá rằng sẽ dành cho những người có kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm. Tại sao lại như vậy thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Lúc mà chiếc máy này ra mắt thì rất tiếc với anh em là mình không được cầm trên tay nó. Vì vậy sau đó mình đã phải tìm cách để mượn được nó về và hôm nay có video gửi tới các bạn. Thì bởi vì video này mình cầm máy không phải là sớm nhất nên mình sẽ chia sẻ với các bạn chủ yếu về trải nghiệm của mình thôi. Còn về tính năng chi tiết của chiếc máy này thì mình tin rằng các bạn có thể lên trang chủ của Sony và đọc được rất đầy đủ ở đó. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về những cái trải nghiệm mà mình nhận được khi mà chúng ta mua chiếc máy này về. Nói rằng Sony Xperia 1 Mark 5 là dành cho những người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Bởi vì để sử dụng tốt chiếc máy này thì chắc chắn các bạn phải là người đã từng dùng qua máy ảnh của Sony. Khi các bạn đã từng dùng qua máy ảnh của Sony rồi thì các bạn vào sử dụng cái chiếc máy này, bạn cảm giác rằng nó rất là thân quen ở giao diện chụp ảnh. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cái gì ở máy ảnh mang lại cho bạn ở trên chiếc máy này. Và cũng có luôn chế độ tùy chỉnh là các bạn sẽ sử dụng auto hay là sử dụng chế độ ưu tiên khẩu, ưu tiên tốc hay là chế độ điều chỉnh toàn bộ mọi thứ bằng tay. Thì đó là những cái các bạn sẽ có ở trên điện thoại. Và sau khi mình sử dụng những tính năng đó xong thì mình cảm giác rằng đây không phải là cái điện thoại nữa mà đây là một chiếc máy ảnh của Sony chạy Android. Tất nhiên là khi chạy Android anh em sẽ có thêm một số những tính năng của điện thoại ở trên máy. Và tất nhiên là không chỉ phần mềm mà kể cả thao tác cầm nắm sử dụng của chúng ta ở trên chiếc máy này, nó cũng làm cho mình cảm thấy trở nên rất là chuyên nghiệp. Khi các bạn sử dụng máy để chụp ảnh, chúng ta cầm như thế này, bạn sẽ có ở bên tay phải là một phím để các bạn chụp ảnh. Phím này sẽ có hai nấc, khi bạn bấm vào nửa cò sẽ là lấy nét, giống máy ảnh chưa ạ? Bấm hết cò sẽ là chụp ảnh. Ok. Và tiếp theo nút tăng giảm âm lượng của chúng ta, thay vì là một số hãng khác thì tăng giảm âm lượng nó sẽ là nút để các bạn có thể là chụp ảnh. Nhưng mà với Sony thì tăng giảm âm lượng là nút để các bạn điều chỉnh độ zoom. Bạn có thể zoom ra, zoom vào bằng hai cái nút này. Và thực sự nó rất là giống ở trên những chiếc máy ảnh ZVE mình từng trải nghiệm của Sony. Còn nói về mặt cảm biến camera được trang bị ở trên chiếc máy này thì cũng có thể nói là Sony đã trang bị đầy đủ cho bạn ba ống kính, siêu rộng có, bình thường có và camera để zoom, tức là tele của chúng ta thì cũng có luôn. Đặc biệt tele ở trên em này là dạng zoom tàu ngầm. Vì vậy các bạn có thể zoom vào rất là phê để chụp những bức ảnh rất là chất lượng. Còn về cái độ xịn sò cảm biến Sony thì chắc là anh em biết rồi, chúng ta cũng không cần phải đề cập quá nhiều trong video. Và cái tiếp theo mình muốn nói tại sao dành cho người chuyên nghiệp và có kinh nghiệm là bởi vì ảnh được chụp ra từ chiếc máy này nó gần như không có AI xử lý. Các bạn sẽ cảm giác đó là màu ảnh nó rất là chân thật, rất là trung thực. Với máy ảnh Sony các bạn chụp ra bức ảnh như thế nào thì cái điện thoại này chụp ra bức ảnh nó cũng như vậy. Và chính vì cái vấn đề nước ảnh này nó mới không phải dành cho tất cả mọi người. Nếu như các bạn là người thích ăn liền, các bạn thích ăn sổi, chụp ảnh một phát là phải đẹp, màu sắc phải rực rỡ này kia thì cái máy này nó không phải như vậy. Sau khi chụp xong, anh em vẫn cần đưa ở phần mềm, các bạn hậu kỳ lại, các bạn kéo chỗ này, các bạn chỉnh chỗ kia. Và đó thì chắc chắn là ưu điểm dành cho những ai đã chuyên nghiệp rồi, những ai đã có kiến thức về ảnh rồi. Còn với những ai mà chúng ta chưa biết chỉnh ảnh thế nào thì đó sẽ là một sự khó khăn và cần phải tập luyện. Thì đó là về chụp ảnh nhá. Bây giờ sang quay phim này. Sony Xperia 1 Mark 5 mang đến tận 2 app quay phim. Và hai app này sẽ mang đến cho bạn những cái tùy chỉnh khác nhau. Mình thấy rằng sẽ có một app là dành cho những ai hay sử dụng máy hybrid, tức là dạng như kiểu Sony A73, A74 để các bạn vừa quay phim chụp ảnh. Và một app nữa là dành cho những bạn mà sử dụng chiếc máy chuyên để quay phim của Sony, tức là những cái dòng nó rất là cao cấp và chỉ dành cho quay phim thôi. Thì ở trên chiếc điện thoại này sẽ giả lập cho các bạn cả hai dạng như vậy để các bạn thoải mái sử dụng theo tùy cái nhu cầu của mình. Và cái mình hay sử dụng nhất thì chắc chắn là cái ứng dụng mà nó gần giống với máy ảnh của mình nhất rồi. Nhưng mà cái điểm mà làm cho mình cảm thấy thích thú đó là thay vì mình phải lên trên mạng mua một cái phần mềm chuyên nghiệp về để quay phim thì ở trong máy này mình đã có sẵn những cái đó. Và việc quay phim mà có thể tùy chỉnh thông số tối đa như vậy thì mình có thể chắc chắn là khóa được cân bằng trắng của mình lại, khóa white balance đấy. Sau khi khóa lại xong rồi thì trong shot quay của mình không sợ white balance nhảy linh tinh nữa, khi thì vàng, khi thì xanh. Và khi vào trong những môi trường khác nhau mình tùy chỉnh rất là sướng. Rồi là thêm một cái nữa các bạn có để ý không, là khi chúng ta quay bằng điện thoại thì nếu như các bạn đi các môi trường khác nhau, ví dụ đang môi trường rất sáng và môi trường rất tối thì sẽ có hiện tượng thay đổi ánh sáng xảy ra. Và đôi khi làm video của bạn nhấp nháy khi sáng khi tối rất là khó chịu. Thì với việc chúng ta tùy chỉnh được toàn bộ thông số, Sony Xperia cũng sẽ khóa được cái điều đó lại, để các bạn cho dù có di chuyển bất kỳ môi trường nào cũng không bị thay đổi về mặt độ sáng.
Đây sẽ là ưu điểm cho những ai có khả năng tùy chỉnh về mặt thông số, nhưng sẽ là nhược điểm với những ai mà chưa bao giờ sử dụng máy ảnh và máy quay chuyên nghiệp, bởi vì mọi người sẽ cảm thấy rất là choáng ngợp với những tính năng mà chiếc máy mang lại. Ngoài những bức ảnh mình vừa demo ở trên ra thì mình đang có một số những bức ảnh mình demo thêm ở đây để các bạn có thể thấy được là chiếc máy của chúng ta chụp ảnh như thế nào. Tổng kết lại phần này thì Sony sẽ mang đến cho các bạn việc chụp ảnh và quay phim với những cái tùy chỉnh rất là chuyên nghiệp và tùy chỉnh cực kỳ chuyên sâu. Nếu như các bạn là người có kinh nghiệm thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú với điều này. Và có một số ý kiến nói rằng chiếc máy này chưa tối ưu về mặt phần mềm thì thực sự là sẽ chưa tối ưu với những ai chúng ta là người dùng thông thường. Chúng ta cần một chiếc máy chụp nhanh, ăn nhanh, có thể lấy ảnh luôn, lấy video luôn. Còn với những ai là người dùng chuyên nghiệp thì mọi người sẽ nhận ra rằng chiếc máy này tối ưu phần mềm cho việc tùy chỉnh thông số. Chúng ta tinh chỉnh được rất là sâu và rất là nhiều thứ để từ đó các bạn ra được bức ảnh và video đúng theo ý muốn của mình nhất. Nếu như mà so sánh thế hệ Xperia 1 Mark 5 với những thế hệ trước đây mà Sony ra mắt thì mình thấy rằng ở trên thế hệ này Sony đã cải biến rất nhiều trong việc phần mềm và cảm biến của chúng ta để bức ảnh cho ra tốt hơn những thế hệ trước. Vì vậy những ai đang muốn tìm một cái chất ảnh Sony thì hoàn toàn có thể là trải nghiệm chiếc máy này. Ngoài cái việc chụp ảnh và quay phim ra thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn yếu tố chuyên nghiệp khác ở trên máy. Nói về mặt phần mềm đi thì ở trên máy chúng ta sẽ có một tính năng, đó là sử dụng chiếc máy này để làm màn hình phụ cho camera của bạn. Nhưng mà hơi tiếc một chút là phải camera mới thì mới có thể cắm cáp trực tiếp được, chứ với Sony A73 của mình vẫn phải qua một bộ chuyển nên là mình không demo tính năng này cho anh em được. Mình chỉ có thể chỉ cho bạn là có tính năng màn hình ngoài ở trên chiếc Sony này thôi. Và nói về cái màn hình ở trên máy thì phải nói rằng Sony rất đầu tư cho màn hình. Chúng ta đang có một màn hình OLED với độ phân giải lên tới là 4K, độ phân giải 4K anh em nhá. Một điều mà rất ít người bây giờ có thể thấy ở trên điện thoại. Tất nhiên là trong ứng dụng thực tế thì 4K không mang lại cái ứng dụng gì nhiều. Chúng ta sử dụng thông thường lướt web, đọc báo, chơi game này kia không cần tới 4K. Chỉ cho tới khi các bạn có những nhu cầu nâng cao hơn, như là chúng ta muốn xem phim chất lượng cao, chúng ta muốn làm những việc kiểu trách suộc chất lượng cao 4K này kia ở trên máy, thì các bạn mới nhận ra là độ phân giải 4K mang đến hiệu quả như thế nào. Nhưng mà tất nhiên mình nói rồi, chiếc máy này là dành cho người dùng chuyên nghiệp mà, nên là người dùng thông thường chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thừa. Còn về mặt chất lượng hiển thị ở trên màn hình này thì không có điểm gì để chê cả. Khi sử dụng mình cảm thấy rất hài lòng. Và thậm chí chúng ta có thể chuyển đổi các chế độ với nhau. Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ màn hình thông thường với chế độ màn hình sinh động để cái màu sắc cũng thay đổi theo. Nhưng mà mình khuyến cáo đã dùng máy rồi cứ bật cho mình chế độ sinh động để các bạn sử dụng lúc nào cũng cảm giác màu đen sâu nhất, màu sắc no mắt nhất. Nếu như ngày xưa anh em còn nhớ câu nói nét như TV Sony thì đây các bạn sẽ có nét như điện thoại Sony. Và không chỉ phần hình ảnh của chúng ta tốt mà kể cả phần loa được trang bị ở trên máy thì mình thấy nghe cũng rất là to, rất là đã tai, phần giải mid mang đến chi tiết tốt. Có một tính năng cũng rất độc lạ ở trên máy mà chắc chắn các bạn chưa thấy ở trên smartphone khác, đó là tính năng zoom sinh động. Tính năng này theo Sony nói là sẽ giúp bạn nâng cao trải nghiệm phương tiện bằng các lần zoom khi phát phim, video hoặc là nghe nhạc. Cái việc zoom của chúng ta sẽ phối hợp với lại âm thanh phát ra từ máy và từ đó tạo ra những trải nghiệm chân thật nhất. Mình đã có trải nghiệm thử cái này thấy khá là thú vị, nhất là khi các bạn xem phim, những lúc chúng ta có tiếng xe cộ này, tiếng súng này hay tiếng dao gì đó thì mọi thứ cảm giác rung rung ở trên tay phê lắm anh em. Nếu như bạn có cơ hội trải nghiệm chiếc máy này hay đã mua thì chúng ta nên thử tính năng này nhá. Phần tiếp theo mình muốn nói tới đó chính là về thiết kế của chiếc máy này. Thì mặc dù các bạn nghe cái mức giá khoảng 35-36 triệu, các bạn thấy rằng ui Sony bán cái gì mà giá cao thế, nhưng mà khi cầm vào chiếc máy các bạn sẽ không phàn nàn về điều đó nữa, bởi vì chúng ta có độ hoàn thiện rất là cao. Từ mặt trước tới mặt sau của máy đều không có điểm gì để chê về cái mặt hoàn thiện cả. Các bạn cảm giác máy ảnh của Sony sướng như thế nào thì đây, cái điện thoại này cũng như vậy. Phần mặt lưng của máy này mình sử dụng hoàn toàn trần trong 2 tuần vừa rồi, dùng trần không có ốp biếc gì cả. Nhưng mà mặt lưng của máy là mặt lưng nhám, đâu có bám lại mồ hôi, bám lại vệt bẩn gì đâu. Mọi thứ rất là sạch sẽ. Và Sony sẽ mang đến cho bạn những thứ mà bạn không bao giờ tìm thấy ở điện thoại khác tại Việt Nam trong tầm giá 36 triệu đồng này. Thứ nhất, jack tai nghe 3.5. Flagship bây giờ bỏ hết rồi nhưng mà Sony vẫn còn. Điểm thứ hai là khay SIM của chúng ta không cần que chọc SIM, các bạn chỉ cần sử dụng tay, có một cái mấu nhỏ ở đây, các bạn lấy ra là khay SIM lập tức được lấy ra ngoài luôn. Que chọc SIM lúc này trở nên vô dụng với máy. Đấy là những cái điểm mà chúng ta sẽ rất là khó tìm thấy ở máy khác, thú vị đúng không anh em? Ở trong phần thiết kế này thì có một điều không thể không nhắc tới, đó chính là thiết kế dạng thanh ở trên chiếc máy này. Nếu như các bạn mới nhìn vào hay là xem ở trên mạng, các bạn thấy rằng ui, cái điện thoại gì mà dài thế? Cầm cái điện thoại này liệu có khó khăn hay không? Thì câu trả lời của mình là nó sẽ rất là ngược lại, là khi bạn cầm chiếc máy này, bạn cảm thấy rất là thoải mái ở tay. Bởi vì dạng thanh của chúng ta nên màn hình nó vẫn dài và vẫn đủ hiển thị nhiều thứ, nhưng khi cầm lại rất là vừa lòng bàn tay. Nếu như các bạn so sánh trực tiếp chiếc máy này với lại iPhone 14 Pro Max thì các bạn thấy rằng chiếc iPhone của chúng ta nó sẽ to hơn và bè hơn, trong khi đó cái máy này này cảm giác nó thon gọn hơn, nên là cầm vào tay rất là dễ chịu và rất là bám tay. Khi mà bạn cầm điện thoại đi ngủ, bạn cầm như thế này nó cũng đỡ mỏi tay của bạn hơn. Và một điều mình cực kỳ thích ở trên chiếc máy này đó là cảm giác cân bằng.
Khi các bạn cầm máy, không cảm giác là đầu trên hay đầu dưới nó bị nặng hơn nhau quá nhiều. Cảm giác mọi thứ rất là đều đặn và cân đối ở trên chiếc máy của chúng ta luôn. Và chúng ta đến với điểm tiếp theo, đó chính là về hiệu năng. Snapdragon 8 Gen 2 là con chip được trang bị ở trong máy. Và con chip này thì mình thấy nó khá là mạnh, nó đủ tất cả hoạt động của mình và kể cả là chơi game. Về cái mặt hiệu năng này chắc là mình không cần chia sẻ nhiều nữa, đọc tên chip là đủ rồi. Còn khi chơi game thì Sony sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm mà chúng ta tưởng rằng chỉ có ở trên gaming phone. Đó chính là tính năng có thể chơi game và sạc trực tiếp không sợ chai pin. Cá nhân công rất thích tính năng này bởi vì nó giúp cho mình có thể chơi game liên tục với máy mà vẫn không sợ bị chai pin. Bởi vì lúc này máy sử dụng nguồn điện trực tiếp từ sạc của chúng ta và không ảnh hưởng tới pin cả. Chúng ta đang nói về pin và mời các bạn cùng mình đến phần cuối cùng trong video, nó cũng là về pin. Viên pin được trang bị ở trên máy có dung lượng 5000 mAh và mình thấy rằng trải nghiệm với chiếc máy này sử dụng pin rất là ngon lành. Ban đầu mình nghĩ rằng con chip mạnh như vậy chắc là pin không được một ngày đâu, nhưng mà ai ngờ máy này pin được một ngày rưỡi các bạn. Android thuần có vẻ như tối ưu pin rất là tốt. Vì vậy khi các bạn không sử dụng với máy, gần như là pin của bạn không bị tụt quá nhiều. Và với những bạn nào sử dụng tác vụ hỗn hợp, các bạn có công việc, có chơi game này kia thì hoàn toàn dùng được máy trong tầm 1 ngày rưỡi. Còn những bạn nào mà sử dụng máy liên tục thì vẫn đủ trong vòng 1 ngày để các bạn có thể sử dụng. Còn về công nghệ sạc nhanh trên máy thì mình chưa tìm được thông số chính xác là bao nhiêu, nhưng mà Sony có đưa ra con số là sạc trong vòng 30 phút đầy được 50% pin. Bạn nào mà hay dùng iPhone là rất quen thuộc với thông số này luôn này. Như vậy chúng ta chắc là sẽ có sạc PD ở trên chiếc máy này. Nói chung là cũng có sạc nhanh và pin của máy thì cũng đủ trâu để các bạn có thể là đêm về cắm sạc, rồi là sáng mai các bạn đầy 100% pin lại mang máy đi, khỏi phải lo cái việc sạc bao lâu thì đầy. Tới đây thì công sẽ kết thúc video của mình nhá. Các bạn thấy sao về Sony Xperia 1 Max 5? Với chiếc điện thoại này đúng là dành cho người chuyên nghiệp hay chưa? Và nếu như là bạn thì bạn có chọn mua em nó hay không? Nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.